hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin, ngày 27 tháng 12, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chỉ đạo quân đội, ngành công nghiệp đạn dược và vũ khí hạt nhân của nước này đẩy nhanh công tác chuẩn bị cho chiến tranh. Chỉ thị này được đưa ra để đáp lại những gì ông Kim Jong-un coi là hành động đối đầu chưa từng có của Mỹ đối với Bình Nhưỡng. Phát biểu về định hướng chính sách cho năm mới tại cuộc họp toàn thể Đảng Lao động Triều Tiên khóa 9, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết Bình Nhưỡng sẽ mở rộng hợp tác chiến lược với các nước độc lập chống chủ nghĩa đế quốc. Tại cuộc họp, ông Kim Jong-un cũng đặt ra các mục tiêu kinh tế cho năm 2024. Đây gọi là năm quyết định để hoàn thành kế hoạch phát triển 5 năm của đất nước. Theo KCNA, nhà lãnh đạo Triều Tiên vạch rõ nhiệm vụ quan trọng trong năm tới, nhấn mạnh sự phát triển năng động của các ngành công nghiệp chủ chốt như kim loại, hóa học, điện, than và máy móc. Ngoài ra, ông Kim Jong-un cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tiến bộ trong các lĩnh vực kinh tế tổng thể, bao gồm công nghiệp nhẹ và xây dựng, đồng thời đưa ra các chiến lược cụ thể để phát triển hiệu quả các lĩnh vực này. Sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên ra lệnh chuẩn bị cho chiến tranh, ngày 28 tháng 12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ đã lên tiếng cho biết Mỹ không có ý định thù địch với Triều Tiên. Mỹ đã nói rất rõ ràng, chúng tôi mong muốn đối thoại với Bình Nhưỡng mà không cần điều kiện tiên quyết. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh, Washington vẫn cam kết ngoại giao ngay cả khi Triều Tiên đã phóng số lượng tên lửa đạn đạo chưa từng có. Quan chức Mỹ cho biết, chúng tôi đã nói rằng chúng tôi sẽ tìm cách hợp tác các vấn đề về nhân đạo, bất kể tình trạng của các cuộc thảo luận liên quan đến tên lửa và vũ khí hủy diệt hàng loạt. Đồng thời, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cũng chỉ trích những phát ngôn gây căng thẳng của Triều Tiên. Triều Tiên đã có những lời lẽ đe dọa và vô trách nhiệm liên quan đến các chương trình vũ khí của họ, bao gồm việc mô tả một số vụ phóng tên lửa và các hoạt động quân sự khác của họ là thử nghiệm cho việc dùng vũ khí hạt nhân chiến thuật. Bình Nhưỡng đã khiến căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên sau vụ phóng vệ tinh do thám vào tháng trước và vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa sử dụng nhiên liệu rắn trong tháng này. Các động thái của Triều Tiên khiến Seoul, Washington và Tokyo thắt chặt hợp tác an ninh, bao gồm việc ra mắt hệ thống ba bên nhằm chia sẻ dữ liệu cảnh báo tên lửa của Triều Tiên theo thời gian thực vào tuần trước. Trước đó vào ngày 21 tháng 12, hãng thông tấn Triều Tiên KCNA cũng đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cảnh báo rằng Bình Nhưỡng sẽ không ngần ngại tấn công hạt nhân nếu nước này bị khiêu khích bằng vũ khí hạt nhân. Chia sẻ với đại đội cơ đỏ số 2 thuộc Tổng cục Tên lửa Triều Tiên, đơn vị đã thực hiện thành công vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwaseong-18 cách đây vài ngày. Ông Kim Jong-un nhấn mạnh không được ngần ngại tấn công hạt nhân khi kẻ thù khiêu khích bằng vũ khí hạt nhân. Chủ quyền và lợi ích quốc gia chỉ có thể được đảm bảo bằng sức mạnh vượt trội, kêu gọi toàn bộ lực lượng nâng cao năng lực phòng thủ và tăng cường khả năng chiến đấu. Trước đó vào ngày 19 tháng 12, KCNA đưa tin Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwaseong-18 nhưng không đề cập thời gian phóng. Bình Nhưỡng coi vụ phóng là biện pháp đối phó mang tính cảnh báo trước những hành động đe dọa quân sự dai dẳng từ Mỹ và các đồng minh của Washington. Ngay sau vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, Mỹ, Nhật và Hàn Quốc đã ra tuyên bố chung kêu gọi Triều Tiên ngừng tiến hành các hoạt động khiêu khích và chấp nhận lời kêu gọi tham gia đối thoại thực chất mà không cần điều kiện tiên quyết. Vụ phóng vệ tinh thành công của Triều Tiên trong những ngày qua cho thấy năng lực tên lửa và chương trình không gian của quốc gia này ngày càng nâng cao, bất chấp các lệnh trừng phạt. Sau đây là thông tin chi tiết. Cụ thể, Triều Tiên ngày 22 tháng 11 tuyên bố phóng thành công vệ tinh chính sát quân sự Maliyong-1 và sẽ thực hiện thêm nhiều vụ phóng trong tương lai gần nhằm chống lại các cuộc tập trận nguy hiểm của kẻ thù. Hãng thông tấn quốc gia KCNA cho biết, việc phóng vệ tinh trinh sát là quyền hợp pháp của Triều Tiên nhằm tăng cường khả năng tự vệ. Triều Tiên sau đó thông báo vệ tinh của họ đã chụp ảnh căn cứ không quân Anderson, cảng Abra và các căn cứ quân sự lớn khác của Mỹ trên đảo Guam ở Thái Bình Dương. Theo hãng tin CNN, Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đều chưa thể xác nhận vệ tinh của Triều Tiên đã hoạt động bình thường trong quỹ đạo hay chưa. Tuy nhiên, Hàn Quốc khẳng định vụ phóng là hành động vi phạm rõ ràng nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cấm Triều Tiên sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo. Vào tháng 5 và 8, Triều Tiên từng hai lần phóng vệ tinh do thám quân sự nhưng không thành công. Vụ phóng vào đêm 21 tháng 11 là lần thứ 3 Triều Tiên cho phóng vệ tinh trong năm nay. Bình Nhưỡng khẳng định sẽ còn tiến hành thêm các vụ phóng khác trong tương lai gần. Hôm 22 tháng 11, ngay sau khi Bình Nhưỡng thông báo phóng thành công vệ tinh do thám, Hàn Quốc ra tuyên bố đình chỉ một phần thỏa thuận quân sự từng ký với Triều Tiên hồi năm 2018. Theo đó, chính quyền Seoul sẽ khôi phục một loạt hoạt động trinh sát và do thám xung quanh DMZ và biên giới liên triều. Giới phân tích cho rằng, việc phóng thành công một vệ tinh lên quỹ đạo và tiến hành các hoạt động trinh sát từ vũ trụ đã giúp nâng tầm vị thế quân sự cho Triều Tiên. Cass Sutter, cựu giám đốc Trung tâm Tình báo Liên quân thuộc Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ, nói, vệ tinh do thám khi đi vào hoạt động sẽ cải thiện khả năng chỉ huy, kiểm soát, liên lạc, tình báo hoặc giám sát của quân đội Triều Tiên. Nó cũng sẽ cải thiện khả năng điều phối lực lượng trong bất kỳ cuộc xung đột nào có thể xảy ra.
Ankit Panda, nhà nghiên cứu về chính sách hạt nhân tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế ở Washington, nói rằng vệ tinh mang tới cho Triều Tiên khả năng nhắm mục tiêu quân sự và đánh giá tổn thất sau các hoạt động tác chiến, điều mà họ thiếu hụt trước đây. Chuyên gia này thêm rằng, những bài học rút ra từ vụ phóng ngày 21 tháng 11 sẽ được Triều Tiên sử dụng để phát triển các vệ tinh trong tương lai. Nhà nghiên cứu này cũng cho biết, họ sẽ tận dụng những gì học được từ lần phóng thành công này và áp dụng cho các lần sau. Họ sẽ tìm cách để có một nhóm vệ tinh giám sát hoạt động trên quỹ đạo trái đất. Điều đó sẽ tạo ra thay đổi lớn về khả năng đánh giá tình huống chiến lược tổng thể của Triều Tiên. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia khác đánh giá thận trọng về những gì Bình Nhưỡng có được sau vụ phóng vệ tinh ngày 21 tháng 11. Họ cho rằng Triều Tiên có thể mất nhiều hơn được khi Hàn Quốc phản ứng với vụ phóng bằng cách nối lại hoạt động thu thập thông tin tình báo dọc biên giới. Lev Eric Elias, giáo sư Đại học Anhwa ở Seoul, Hàn Quốc nói, đội máy bay trinh sát không người lái của Hàn Quốc có thể sớm bắt đầu hoạt động dọc theo khu vực phi quân sự DMZ, cung cấp nhiều thông tin tình báo hữu ích hơn so với chương trình vệ tinh mới của Triều Tiên. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Won-sik cuối tuần qua tin rằng Triều Tiên gần như giải quyết được các vấn đề về động cơ tên lửa với sự giúp sức của Nga. Hồi tháng 9, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tới Nga gặp Tổng thống Vladimir Putin tại sân bay vũ trụ Vostochny-Kostomor. Trong cuộc gặp đó, ông Putin báo hiệu sẵn sàng hỗ trợ Bình Nhưỡng phát triển chương trình vệ tinh và không gian. Một số chuyên gia cho rằng, vụ phóng vệ tinh, dù có thể không có đủ công nghệ tiên tiến để thực hiện nhiệm vụ trinh sát quân sự, vẫn cho thấy khả năng của Bình Nhưỡng trong việc vượt qua những biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc nhắm vào chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của nước này. Justin McCurry, nhà phân tích của Guardian, nhận xét, việc sở hữu tên lửa có thể đưa vệ tinh vào quỹ đạo cho thấy Triều Tiên cũng có khả năng chế tạo tên lửa mang đầu đạn với kích thước tương đương vệ tinh. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tuần trước thừa nhận điều đáng lo ngại này khi nói rằng việc phóng thành công vệ tinh trinh sát sẽ cho thấy khả năng về tên lửa đạn đạo của Triều Tiên đã được nâng lên tầm cao mới. Giới quan sát tin rằng vụ phóng thành công cũng mang lại danh tiếng cho ông Kim Jong-un sau hai lần phóng thử thất bại trước đây. Phát triển vệ tinh giám sát là phần quan trọng trong sứ mệnh cải thiện năng lực của Triều Tiên nhằm chống lại những gì ông Kim coi là mối đe dọa ngày càng tăng từ Mỹ và Hàn Quốk trong khu vực. Ngoài ra, vệ tinh Maliyong 1 còn là dấu hiệu khác cho thấy triển vọng đàm phán phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên giữa Bình Nhưỡng và Washington ngày càng mờ nhạt sau hội nghị thượng đỉnh thất bại dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump năm 2019. Giáo sư Esley nói, đây là một phần chiến lược của Triều Tiên nhằm ưu tiên phát triển năng lực quân sự hơn kinh tế, tăng cường hợp tác với Nga và Trung Quốc thay vì theo đuổi nỗ lực hòa giải với Hàn Quốc. Nhìn tổng quan trên mọi phương diện, tình hình hiện tại đang tạo ra một nguy cơ nguy hiểm khó lường trên bán đảo Triều Tiên. Đầu tiên là vấn đề tái quân sự hóa giới tuyến. Hôm qua, Bộ Quốc phòng Triều Tiên tuyên bố sẽ không bao giờ bị ràng buộc bởi thỏa thuận quân sự toàn diện CMA Liên Triều ký hồi 2018, đồng thời cho biết sẽ khôi phục ngay lập tức các biện pháp quân sự, triển khai lực lượng và vũ khí mới, uy lực hơn dọc đường biên giới phân chia giữa hai miền bán đảo Triều Tiên. Bình Nhưỡng cáo buộc sự khiêu khích chính trị và quân sự vô trách nhiệm và nghiêm trọng của Seoul đã đẩy tình hình đến giai đoạn không thể kiểm soát. Theo hãng tin Yonhap, CMA được ký vào tháng 9 năm 2018 dưới thời Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in 2017-2022. Theo đó, hai bên thiết lập vùng đệm và vùng cấm bay dọc giới tuyến liên triều để ngăn các vụ đụng độ vô tình. Phía Hàn Quốc đình chỉ một phần thỏa thuận này và đã khôi phục hoạt động giám sát gần giới tuyến sau khi Triều Tiên phóng tên lửa Cholima-1 mới, đưa vệ tinh do thám quân sự Maliyong-1 lên quỹ đạo vào tối ngày 21 tháng 11. Hành động này bị Seoul và đồng minh lên án là vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về việc cấm Bình Nhưỡng sử dụng công nghệ có thể ứng dụng cho chương trình tên lửa đạn đạo. Triều Tiên tuyên bố việc phóng vệ tinh là quyền tự vệ hợp thức nhằm giám sát hoạt động trong khu vực. Nước này chỉ trích sự phản ứng của Hàn Quốc là vô lý và cảnh báo Seoul sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trong trường hợp xảy ra xung đột, không thể cứu vãn giữa hai miền. Khuya ngày 22 tháng 11, Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía đông, nhưng quân đội Hàn Quốc cho rằng vụ phóng đã thất bại. Bên cạnh đó, tại Triều Tiên còn đang tiềm ẩn nguy cơ xung đột. Yonhap hôm qua dẫn lời một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc nói rằng, bất chấp tuyên bố của Triều Tiên, chính phủ Hàn Quốc không cho rằng thỏa thuận đã bị hủy bỏ và sẵn sàng đối thoại để tìm cách giảm căng thẳng quân sự. Cựu chuyên gia phân tích Brooke Klinger của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA hiện làm cho Quỹ Di sản, viện nghiên cứu nổi tiếng tại Mỹ, nói với Reuters rằng CMA trên lý thuyết là công cụ giảm nguy cơ và xây dựng lòng tin an ninh có lợi cho hai miền bán đảo Triều Tiên.
Tuy nhiên, do thiếu các biện pháp tiếp nối nên thỏa thuận đã gây cản trở hoạt động giám sát, huấn luyện quân sự của Hàn Quốc và đồng minh, trong khi không giảm bớt mối đe dọa quân sự từ Triều Tiên. Theo số liệu của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, Triều Tiên đã nhiều lần vi phạm thỏa thuận, trong đó có 15 lần trong năm ngoái. Dù vậy, giáo sư Moon Jung-in tại Đại học Yonsei Hàn Quốc, cựu cố vấn đặc biệt của Tổng thống trong giai đoạn đối thoại với Triều Tiên, nhận xét việc thỏa thuận sụp đổ có thể gia tăng nguy cơ đối đầu dọc giới tuyến. Giáo sư Moon cảnh báo, những cuộc chạm trán vô tình có thể leo thang thành xung đột toàn diện, gồm tấn công hạt nhân. Tương tự, nhà nghiên cứu Hong Min tại Viện Hàn Quốc vì Thống nhất Dân tộc cho rằng, nếu xung đột xảy ra, Triều Tiên có thể phô trương sức mạnh quân sự với vũ khí quy ước lẫn vũ khí mang đầu đạn hạt nhân chiến thuật.